Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh scale phóng to thu nhỏ đối tượng, hay là rotation và xoay đối tượng nha. Thì đầu tiên là lệnh xoay đối tượng. Rồi, giả sử ở đây là mình có một cái rectang REC enter. Bấm từ trái phải nè. Rồi. Giờ mình muốn xoay cái đối tượng này lên 90 độ thì bấm lệnh tắt là RO ha, RO enter. Đầu tiên dòng lệnh hỏi là select object. Select object thì mình chọn đối tượng ha. Mình chọn đối tượng là cái hình rectangle này. Chọn đối tượng. Rồi, chọn xong thì dòng lệnh hỏi nó là select object nữa. Thì mình không chọn nữa thì bấm enter. Tiếp theo thì dòng lệnh hỏi là specify base point á, là chọn điểm chuẩn hay còn gọi là chọn tâm xoay á. Thì thí dụ là tâm xoay mình bấm vô tâm của hình chữ nhật này, con geometric center nè, bấm. Một là mình như chỉ con chó chuột ha, tới vị trí mình mong muốn, bấm bên trái nữa là xong ha. Rồi. U lại, undo lại ha. Rồi cái đó là xoay tự do. Còn mình muốn mà xoay mà có độ đàng hoàng thì xoay làm sao? Cách bấm RO ha, RO nè, enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần xoay. Chọn xong thì dùng lệnh hỏi select object thì bấm enter. Sau đó nó hỏi specify base point thì chọn tâm xoay. Tiếp theo hỏi là specify rotation angle thì mình gõ lên 90 nè, 90 enter. Thì lập tức nó xoay 90 độ. Rồi. Khi ta xoay ta gõ 90 là ta gõ chiều dương, thì chiều dương là nó xoay chiều ngược chiều kim đồng hồ ha. Bây giờ muốn xoay chiều thuận chiều kim đồng hồ ta gõ như sau: RO enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần xoay. Chọn xong thì dòng lệnh hỏi select object thì bấm enter. Tiếp theo nó hỏi specify base point, chọn tâm xoay bấm ngay tâm này ha. Cái này mình xoay xuống nè, mình gõ âm ha, âm 45 enter. Rồi. Đó là cách xoay thuận chiều kim đồng hồ á, là chiều âm. Rồi bây giờ ta muốn vừa muốn xoay mà vừa muốn copy ra đối tượng mới là giữ đối tượng này ha, để mà ta xoay như sau, bấm RO enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần xoay, chọn xong thì bấm enter. Sau đó chọn tâm xoay thì bấm ngay góc chỗ endpoint này ha. Rồi. Rồi. Một là di chuyển chuột ha. Hai là bấm giữ copy nè, cái dòng lệnh nó có lệnh con của nó nè, copy nè, thấy không? Copy. Rồi, copy vào ta gõ vô là 90. Đó, thấy không? Thì nó xoay là 90 độ, đồng thời nó giữ đối tượng gốc và nó sao chép đối tượng mới. Ha, đó là chức năng thứ nhất của lệnh rotation, là chức năng vừa xoay vừa copy. Rồi, chức năng thứ hai. Chức năng thứ hai, ví dụ mình có một cái đường line xuyên như vậy ha. Đó. Thì mình muốn cái cạnh này nè là nó xoay làm sao đó cho cạnh này nó sẽ trùng với cái mép này ha. Mà trong khi ở đây không, mình không biết bao nhiêu độ hết, thì mình làm như sao ha, bấm chữ RO enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần xoay, chọn xong thì bấm enter. Sau đó chọn tâm xoay, specify base point này, không chọn tâm xoay là ngay đây. Rồi rồi nếu mình chọn đây nè thì nó không ngay không, mình nếu mình quen chỗ chuột mình nhắm nè, nhắm gì thì mình biết nó không biết có trùng hay không thì nó sẽ không chính xác ha. Lúc đó mình sẽ bấm vô chữ preference là điểm tham chiếu ha, bấm preference là điểm tham chiếu. Thì khi bấm vô điểm tham chiếu á, nó hỏi là specify the reference angle thì mình bấm vô lại cái góc tâm xoay đây ha. Rồi tiếp theo nó hỏi là specify second point thì bấm dọc theo cái hình chữ nhật mình muốn xoay đó, dọc theo cái cạnh mình muốn xoay ha, cạnh này. Rồi tiếp theo nó hỏi là specify the new angle, không thì rơi chuột vô bấm vô đây một cái, bấm vô cạnh đường thẳng này nè, bấm bất kỳ chỗ điểm nào ha, đây bấm vô đây ha, đó thì tự động là nó xoay cái hình chữ nhật này có cạnh là trùng với mép, một đường với một đường thẳng nằm xuyên cho trước ha, đó là lệnh rotate. Rồi tiếp theo đây là ta học lệnh scale phóng to thu nhỏ. Thì lệnh scale này đó có cấu trúc lệnh thì giống lệnh rotate ha. Và lệnh viết tắt của nó là SC enter. Enter nè. Đó, đầu tiên cũng là select object, thấy không? Chọn đối tượng cần phóng to thu nhỏ.
Rồi chọn xong á thì nó hỏi có chọn đối tượng nữa không á, select check này không thì bấm enter. Sau đó nó hỏi specify base spawn, thấy không, thấy có chút lệnh giống không, là tâm thu phóng á, thì tâm phóng mình bấm vô chỗ gốc này, endpoint này ha. Rồi một là mình di chuyển về cho chuột nó lớn ra này không, hay là di chuyển chuột bên trái này nó nhỏ lại này không đó, mình bấm cái chẳng hạn vậy đó ha, là xong. Cách thứ hai bấm lệnh sc scale ha, enter. Đầu tiên là chọn đối tượng, chọn xong thì bấm enter, sau đó nó hỏi tâm xoay nè, best baseball thì bấm ngay đây ha. Rồi tiếp theo nè, nó hỏi là enter the scale factor ha, enter scale factor mình gõ vô số 2 enter, thấy không, thì phóng to lên 2 lần. Rồi lặp lại lệnh ha, bấm là sc enter, chọn đối tượng cần scale là từng phóng to nhỏ đó thì bấm enter, sau đó chọn điểm chuẩn ha, chọn điểm chuẩn. Tiếp theo là nhập tỷ lệ scale ha, thì mình ở đây mình không nhập tỷ lệ scale mà mình bấm chữ C là chữ copy á ha, copy enter nào, thì khi nó scale nhỏ lại nè, rồi gõ vô nè 0.5 thì mình có quyền là bỏ số 0 ha, chỉ cần bấm chấm 5 thôi, có nghĩa là scale nhỏ lại gấp đôi á thì bấm enter nha, thì có nghĩa là nó vừa thu nhỏ lại nhưng mà nó vừa giữ đối tượng gốc lại ha, sao chép ra đối tượng mới mà nhỏ hơn đối tượng ban đầu là 1/2 ha, đó là scale. Rồi bây giờ cách thứ hai RAC ha, giờ mình có cái hình chữ nhật vậy và mình có một cái hình vuông vậy ha. Rồi mình muốn scale cái cạnh của hình chữ nhật nhỏ nè thì bằng chiều dài của bằng cái độ dài của hàng cạnh hình chữ nhật lớn ha, thì mình làm như sau. Đầu tiên mình chọn cái này nè, mình đổi màu nó đi ha, đổi màu, đổi sang màu đỏ cho hàng vậy đó. Rồi bây giờ mình dùng lệnh scale ha, bấm chữ sc enter, đầu tiên là chọn đối tượng cần scale, chọn xong thì bấm enter ha. Sau đó specify baseball thì chọn tâm scale thì ngay góc này ha. Tiếp tục thì thay vì gõ tỷ lệ á, thì mình không biết cái tỷ lệ cái hình này bao nhiêu, thành ra mình bấm vô chữ preference, thấy không, thấy cấu trúc nè, copy và reference nè, giống y chang lệnh rotate ha. Ha, thì mình bấm vô reference là điểm tham chiếu ha. Sau khi bấm điểm tham chiếu lệnh hỏi là specify reference length thì mình bấm vô lại cái tâm scale ha, tâm scale là điểm chuẩn á, tâm đây. Tiếp theo hỏi là specify second point thì mình bấm đúng cái điểm thứ gì, điểm nhì của cạnh hình vuông nhỏ đó mà mình muốn nó phóng lớn bằng cái hình vuông hình chữ nhật lớn á, à, bấm đây. Rồi bắt đầu mình di chuyển chuột, à, bấm phím trái vô là nó hỏi là specify new length thì bấm vô cái endpoint chỗ đây, thấy không? Thì lập tức là cái hình chữ nhật nhỏ nó sẽ có độ dài bằng cái độ dài hình chữ nhật cho trước này. Tuy nhiên thì nó chỉ bằng một chiều thôi, còn chiều còn lại thì nó sẽ tỷ lệ ha. Ví dụ dài đây nhiêu thì ngang nó sẽ nhiêu chứ nó không bằng cái này. Ha. Còn muốn bằng cái này thì có một lệnh gọi là lệnh chess á, mình mới làm bằng được ha, hoặc là mình chọn nè, mình bấm vô xanh nè bằng, có nghĩa là lệnh scale này nó với điểm tham chiếu nó chỉ scale được một chiều thôi ha, chứ chiều kia nó không scale. Còn nếu các bạn có nhu cầu scale muốn hai chiều giống nhau á, thì nó sẽ có một cái lệnh autolib ở bên ngoài, autolib mình load vô. Rồi vậy là mình đã học xong lệnh rotate là xoay đối tượng và lệnh scale là phóng to thu nhỏ đối tượng ha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.